nhiều người hỏi tôi là tại sao bác lại chọn ngành y, và tôi đến với ngành y thì đó là một cái nhân duyên. Thời gian làm việc, công tác suốt 35 năm thì tôi thấy là tôi rất yêu quý cái nghề này, và nó thực sự giống như là những cái gì mà bản tính của mình. Và tôi làm cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ có một cái mong muốn, đó là xây dựng được bệnh viện làm sao phát triển để thu hút được ngày càng đông bệnh nhân đến khám chữa bệnh hơn. Có thể nói rằng Bệnh viện Mắt Huế hiện nay thì đã trở thành một cái địa chỉ, một cái thương hiệu rất là uy tín đối với người dân trong tỉnh cũng như là khu vực miền Trung. Bệnh viện có một cái cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, và điều đặc biệt là cái môi trường làm việc văn minh thực sự. Và khi tôi nghỉ hưu thì tôi cũng rất là mãn nguyện và có một phần tự hào là mình đã đóng góp hết công sức, tâm lực, trí lực của mình để góp phần tạo ra một cái hình ảnh của một bệnh viện có thương hiệu, có uy tín, ngày càng phục vụ được nhiều hơn cho những người mù, những bệnh nhân trong tỉnh và khu vực. Hành trình 35 năm của bác sĩ Phạm Minh Trường khởi đầu từ lựa chọn con đường nhãn khoa khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, đến vinh dự là bác sĩ nhãn khoa đầu tiên công tác tại một bệnh viện công lập Việt Nam, được nhận danh hiệu Anh hùng phòng chống mù loà Eye Health Heroes của Tổ chức Phòng chống mù loà Thế giới. Những ghi nhận đó là kết quả của cả một chặng đường dài cống hiến bền bỉ, đem ánh sáng cho mọi người và những sáng kiến tiên phong và kết nối quốc tế, huy động nguồn lực cho ngành nhãn khoa Thừa Thiên Huế nói chung và bệnh viện mà bác sĩ gắn bó công tác nói riêng. Xuất phát từ những khó khăn, thiếu thốn khi còn là trạm mắt Thừa Thiên Huế, tiền thân Bệnh viện Mắt Huế, bác sĩ đã mạnh dạn tìm kiếm sự hợp tác hỗ trợ từ cả tổ chức phi chính phủ và tranh thủ sự ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương, xây dựng Bệnh viện Mắt Huế khang trang, hiện đại, vị trí thuận lợi trên nền đất 15.000 m² vào năm 2012. Và hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục được xây dựng giai đoạn 2 với tòa nhà 5 tầng. Một trong những mối quan hệ chuyên môn đặc biệt ý nghĩa đó là tình hữu nghị giữa bác sĩ Phạm Minh Trường cùng chuyên gia nhãn khoa Nhật Bản Tadashi Hattori, người được mệnh danh là tay mổ vàng, thường xuyên đến thăm và làm việc tại bệnh viện mắt để thực hiện những chiến dịch mổ mắt miễn phí cho người dân. Mối quan hệ này được Đại sứ quán Nhật Bản đánh giá có đóng góp thiết thực trong quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Nhiều kỹ thuật mới tiên tiến lần đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Mắt Huế, cũng là đầu tiên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến đến các thành phố lớn để điều trị. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Phạm Minh Trường, nhiều sáng kiến tiên phong đã được triển khai thực tế. Bệnh viện Mắt Huế đã xây dựng thành công mô hình trung tâm mắt trẻ em thân thiện theo chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam và duy nhất tại khu vực miền Trung. Bác sĩ Trường trở thành cố vấn cao cấp, tư vấn cho các tỉnh khác nhằm cải thiện chăm sóc mắt trẻ em ở Việt Nam. Đồng thời, Bệnh viện Mắt Huế trở thành mô hình điểm trong nước cũng như các nước trong khu vực để tham quan và học tập, được Bệnh viện Mắt Trung ương và các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao. Bác sĩ Trường tâm niệm, cần phát huy sức mạnh của công cụ truyền thông,
giáo dục sức khỏe cho đôi mắt để nhận thức của người dân về phòng chống mù lòa được nâng cao. Từ những bước nhỏ nhất, đến nay, bệnh viện đã triển khai rất thành công khu chăm sóc mắt theo yêu cầu, chuẩn khách sạn, tiện nghi, hiện đại. Bệnh viện cũng đã lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường và lọt top bệnh viện xanh sạch đẹp do Bộ Y tế bình chọn. Tất cả các sáng kiến này đều mang đậm dấu ấn của bác sĩ Phạm Minh Trường. Cùng với nỗ lực xây dựng văn hóa làm việc bằng trái tim, nhân văn, lấy bệnh nhân làm trọng tâm, trong những năm qua, tỷ lệ hài lòng người bệnh đối với dịch vụ bệnh viện tăng theo hàng năm. Một trong những đóng góp quan trọng cho cộng đồng của thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Minh Trường là triển khai thành công sáng kiến xây dựng mạng lưới chăm sóc mắt tuyến dưới, thành lập 6 trung tâm khúc xạ ở cấp huyện, đưa dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với người dân, mở ra một mạng lưới chăm sóc mắt liên hoàn, kết nối từ cộng đồng đến bệnh viện. Bên cạnh đó, thông qua kết nối, ông đã phối hợp với Orbis Việt Nam tổ chức thành công chương trình Bệnh viện bay 2 lần tại Huế, mang lại cơ hội đào tạo về lĩnh vực nhãn khoa cho các bác sĩ trên toàn quốc bởi các chuyên gia hàng đầu trên thế giới trên máy bay DC-10. Tôi thật sự khâm phục sự khéo léo, sự kiên định, tinh thần cầu tiến và quyết tâm không ngừng nghỉ của bác sĩ Phạm Minh Trường, giám đốc bệnh viện. Ông luôn chào đón những sáng kiến mới, tranh thủ mọi sự hỗ trợ, mọi nguồn lực đóng góp, cả về cạnh chuyên môn, các vấn đề về quản lý chất lượng dịch vụ y tế và sự tiếp cận của người dân. Đến nay, Bệnh viện Mắt Huế trở thành một trong 4 bệnh viện chuyên khoa mắt hàng đầu cả nước, là mô hình học tập của nhiều đơn vị trên toàn quốc. 99% trang thiết bị hiện đại điều trị tại bệnh viện được các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Có những dự án nước ngoài gối đầu 3 năm liên tục. 10 năm qua là đơn vị duy trì hiệu quả dự án phẫu thuật mắt miễn phí cho trẻ em nghèo. Thành tựu to lớn này ghi dấu ấn sự cống hiến của bác sĩ Trường. Cùng với những thành tích mà Bệnh viện Mắt Huế đã làm được trong thời gian qua, những đóng góp của ông được xem là những cách tiếp cận mới mà có thể coi là lần đầu tiên được thực hiện thành công ở một bệnh viện công lập tại Việt Nam. Với những thành tựu đạt được trong công tác phòng chống mù loà trong khu vực, bác sĩ đã được trao tặng 8 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, bằng khen của Bộ Y tế, Hội Nhãn khoa Việt Nam và nhiều giấy khen của Sở Y tế Thừa Thiên Huế. Năm 2008, được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Trong quá trình mà làm việc với bác sĩ Trường ấy, thì tôi thấy là đây là một con người rất là năng nổ, tận tâm với công việc và thực sự là người có đóng góp cho những cái bệnh viện mắt. Về tôi thấy là đúng là bậc Trường là một người rất là thân thiện, hòa dễ hòa đồng và có thể thích ứng được với cái mọi hoàn cảnh cũng như là đặc biệt là rất là tận tâm đối với bệnh nhân. Vào tháng 10 năm 2017, ông vinh dự được các tổ chức quốc tế ghi nhận và vinh danh những nỗ lực của mình tại giải thưởng I Heal Heroes, anh hùng chống mù loà của tổ chức phòng chống mù loà thế giới. Ngày 10 tháng 5 năm 2021, ông tiếp tục được vinh danh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của Ban chấp hành Liên hiệp các khối khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế vì những đóng góp đã mang lại. Hành trình mang ánh sáng về cho những đôi mắt đã quen với bóng tối bủa vây, vốn chẳng dễ dàng, giúp một người đã là đáng quý, đã khó khăn, song phải tìm ra cách lan tỏa, huy động sức mạnh từ cộng đồng để càng giúp được nhiều người hơn nữa, lại càng là thử thách của một thuyền trưởng như bác sĩ Trường. Khó nhưng phải làm được, vì đó là trách nhiệm, là trọng trách của người làm y như bác sĩ Trường. Và trong suốt những năm tháng vừa qua, hình ảnh người bác sĩ mẫu mực, tận tâm, cống hiến hết mình vì sự phát triển của nhãn khoa đã trở thành dấu ấn mỗi khi nhắc đến bác sĩ Trường, người anh hùng nhãn khoa.